Thời gian vừa qua, mạng xã hội xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản mạo danh các thương hiệu, doanh nghiệp đưa thông tin sai lệch để lừa đảo, trục lợi cá nhân. Hành vi này không chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Sau đây Phương Ly kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện kinh doanh. Tuy không còn quá xa lạ, nhưng hành vi mạo danh, sử dụng trái phép hình ảnh của các doanh nghiệp, cơ quan uy tín để trục lợi trên nền tảng mạng xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp và bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo đó, mới đây, trên các diễn đàn Facebook chia sẻ thông tin về việc một số tài khoản giả mạo công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh Fahasa đăng tin sai sự thật. Nội dung bài đăng xoay quanh việc đóng cửa hàng do doanh số buôn bán giảm, xé tan các loại sách cổ phiếu tài chính cho mọi người. Được biết, đây là một trong những hành vi lừa đảo tiêu biểu với mục đích thu hút người xem trang, dẫn đến quảng cáo những hoạt động khác của cá nhân chủ tài khoản. Trước thực trạng trên, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo uy tín và hoạt động kinh doanh ổn định của doanh nghiệp, đại diện các đơn vị tổ chức ngày nay đã có nhiều động thái quyết liệt trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý, đính chính thông tin, đồng thời tìm kiếm sự tư vấn, hỗ trợ từ luật sư, chuyên gia về thương hiệu. Bên cạnh đó, việc khuyến cáo khách hàng, đối tác cẩn trọng trước thông tin giả mạo, không bấm vào những đường dẫn lạ cũng giữ vai trò quan trọng nhằm tránh tình trạng đánh cắp thông tin cá nhân hoặc rơi vào cạm bẫy lừa đảo của kẻ xấu. Cái việc mà lừa đảo và giả mạo cái thông tin chính thống của công ty như thế này thì ảnh hưởng rất là lớn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà hiện nay đang phát triển và kinh doanh tốt. Hiện nay thì tôi nghĩ là rất là nhiều các doanh nghiệp cũng sẽ vướng cái vấn đề này. Khi mà tất cả các thông tin giả mạo hoặc là sai sự thật được lan truyền trên mạng thì tốn rất là nhiều thời gian để mà có thể xử lý cái thông tin này. Ngay cả khi đã báo với các cơ quan chính quyền thì cái việc mà tháo gỡ cái thông tin sai sự thật này cũng phải tốn hàng tuần mới được. Thì trong thời gian tới thì tôi hy vọng rằng là chúng ta, các doanh nghiệp cũng như sẽ phối hợp kỹ hơn với cơ quan chính quyền và các cái đơn vị cung cấp các cái dịch vụ mạng xã hội này làm việc chặt chẽ hơn để mà giảm tải cái việc mà phát tán cái thông tin sai sự thật này đi. Lợi dụng mạo danh các đơn vị thương hiệu uy tín để lừa đảo là hành vi vi phạm pháp luật, đòi hỏi người tiêu dùng và bản thân của các tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, nhất là khi sử dụng mạng xã hội. Trường hợp nghi vấn đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.